Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người ủng hộ Putin được thoải mái, người chống đối thì bị hạn chế. Ngày 19 tháng 6, BBC bình luận, Tổng thống Putin, phương Tây khinh ghét Việt Nam chào đón. BBC dẫn nhận định của một hãng truyền thông quốc tế, theo đó Tổng thống Nga Vladimir Putin được nhiều người miêu tả là một người bị phương Tây khinh ghét, nhưng ông lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến thăm Việt Nam. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ Ian Story, học giả của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói hôm 18 tháng 6, tình cảm của người dân Việt Nam dành cho ông Putin vẫn ở mức rất cao, bất chấp quyết định xâm lược Ukraine của ông ta. Putin được coi là người đã đưa quan hệ Việt-Nga trở lại đúng hướng sau khi ông Gorbachev bỏ rơi Hà Nội. Hình ảnh bài bình luận trên BBC. BBC cho biết Việt Nam không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Ông Putin ít có các chuyến công du nước ngoài kể từ khi phán quyết này. Nga cũng phủ nhận phán quyết của ICC về việc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. BBC dẫn nhận định của ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Úc, cho rằng tâm lý lịch sử tạo ra một sự yêu mến rất lớn của đông đảo người dân Việt Nam với nước Nga cũng như với ông Putin. Vì đứng dưới góc độ của công chúng Việt Nam, ông Putin là một nhà lãnh đạo mạnh. Xu hướng của người Việt Nam hiện nay là thích những nhà lãnh đạo mạnh và có quyền lực, nên ông Putin sang Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Tuy nhiên, không thể bỏ qua một thực tế rõ ràng là vẫn có những luồng quan điểm không ủng hộ Nga hoặc có những người yêu mến nước Nga nhưng không ủng hộ hành động quân sự của quân đội Putin ở Ukraine. Bà Vân, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm Nga, đã sống và làm việc tại Nga 20 năm. Đồng quan điểm, tiến sĩ Ian Story nói rằng Nga là một người bạn lâu năm và đáng tin cậy của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn biết ơn sự hỗ trợ của Moscow trước, trong và sau chiến tranh Việt Nam và điều này sẽ không thay đổi. Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, trong đó cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiết và hiệu quả đối với tất cả các cường quốc, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga. Hà Nội tuy không lên án việc Nga xâm lược Ukraine nhưng cũng không bỏ qua điều đó. Nhiều quan chức của Việt Nam dù không bày tỏ công khai nhưng họ cho rằng Điện Kremlin đã phạm phải một sai lầm to lớn về mặt chiến lược. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết có một bộ phận người Việt phản đối hành động gây hấn của Nga và không đồng tình với việc Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khi biểu quyết lên án Nga. Những người chỉ trích lập trường của Việt Nam trong cuộc chiến Ukraine đã đặt câu hỏi, nếu chúng ta không đứng lên vì Ukraine, ai sẽ đứng lên bảo vệ chúng ta nếu Việt Nam bị Trung Quốc tấn công? Ông Ian Story nói. Hình ảnh ông Putin đến Việt Nam vào rạng sáng ngày 20 tháng 6. Giáo sư Alexander Vuvin từ Hoa Kỳ nhận định với BBC rằng sự biểu lộ của người dân Việt Nam đối với Tổng thống Putin sẽ là thứ mà chính quyền kiểm soát rất ngặt nghèo. Thành ra, người nào mà thích Nga và hoan hô Putin thì sẽ được thoải mái. Thế nhưng, những người không thích Putin mà thậm chí là muốn phản đối thì sẽ không có đất để thể hiện được chuyện đó. BBC cũng đề cập đến mối quan hệ truyền thống giữa Nga và Việt Nam. Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam và các công ty Nga khai thác dầu khí tại các mỏ của Việt Nam ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam đã đi học ở Liên Xô cũ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, một nhà tư tưởng Mác Lênin. BBC dẫn bình luận của hãng tin quốc tế cho rằng, ở một đất nước bị lãnh đạo Cộng sản kiểm soát chặt, và nơi tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng quyền tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm ngặt, ông Putin ít có khả năng phải đối mặt với những lời chỉ trích công khai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Người ủng hộ Putin được thoải mái, người chống đối thì bị hạn chế. Sự bất minh và vô tuệ của nhà cầm quyền khiến lòng dân hướng về các tu sĩ. Ngày 18 tháng 6, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận đã bất minh còn vô tuệ của blogger Nguyễn Nhân. Tác giả cho biết như lần đầu, cái lần hai nó cũng diễn ra trong đêm khuya khoắt. Hiện trường để lại là những món đồ vứt lăn lóc lộn xộn tại hai địa điểm cách nhau vài km cùng ở tỉnh Kon Tum. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Trước đó, chỉ ít tiếng đồng hồ, đó là quang cảnh thật thanh bình. Bên này, một nhóm năm tu sĩ đang tu tập theo sự Thích Minh Tuệ ngồi thiền mây y trên bãi cát. Bên bờ một con suối nhỏ, một tu sĩ trẻ khác và hai người mới cũng ngồi thiền, mây y, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với nhau,
với người dân đến thăm nom cúng dường. Thế rồi tác giả cho hay, chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong đêm, chỉ biết tất cả các thầy đã biến mất. Hiện trường để lại là bằng chứng của một cuộc đánh úp bất ngờ, vội vã, ngang ngược, vô đạo. Khi những vị tu sĩ không hề đề phòng bất cứ cái gì, bất cứ ai, đều đang ngủ say sau chặng đường bộ hành gian truân. Tàn nhẫn đến nỗi không để cho người ta kịp đem đi bất cứ thứ gì. Tác giả bình luận, đó không phải là bắt cóc, là cướp, thì là gì? Rồi lại y hệt như lần trước, theo tác giả chỉ vài tiếng sau, người dân tìm thấy các tu sĩ trẻ, những người đã bị bắt cóc lên xe trong đêm. Khoảng 3 giờ sáng, một nhóm 5 vị được tìm thấy ở Bình Định, cách đó cả 100 km, hầu hết đều phải mặc đồ thường. Với những người đã xuất gia tu hành, bị bắt cởi bỏ y áo chính là một nỗi sỉ nhục. Hình ảnh những đệ tử của sư Minh Tuệ đang trên đường đi tìm thầy. Theo tác giả, một vài tu sĩ khác được bắt gặp là đang đi bộ, cũng cách nơi ngủ qua đêm rất xa. Một nhóm người khác thì bình thản ngồi may y dưới bóng râm của mấy chiếc xe tải. Một YouTuber cùng đồng hành với nhóm tu sĩ này và cũng bị bắt lên xe trong đêm khuya, kể công khai rằng họ bị lực lượng chức năng ập đến đưa đi lên xe và chạy về trụ sở công an Kon Tum. Sau đó họ được chở thẳng ra bến xe Kon Tum để buộc phải bắt xe đi khỏi. Tác giả chỉ ra Gia Lai, như mọi người đã biết là địa phương nơi mà gia đình sư Thích Minh Tuệ đang cư ngụ, cũng được đài truyền hình quốc gia VTV cho biết ông đã ẩn tu nơi này. Những vị tu sĩ trẻ bị bắt cóc trong đêm, rồi rải ra khắp nơi, cách nơi họ muốn đến hàng trăm km là những đệ tử tự nhận của sư Thích Minh Tuệ. Vẫn theo tác giả, sau sự biến tại Huế đêm 3 tháng 6, biết Thích Minh Tuệ đã được đưa về Gia Lai, những đệ tử này đang hướng về Gia Lai để tìm gặp thầy. Lần này, họ chọn đi trên những con đường xuyên đồi, núi, vắng vẻ, ngủ đêm tại hang đá, nghĩa trang, ven suối, không thành tớp đông người, không gây chú ý, cũng không hề dừng lại để người dân đảnh lễ hay tụ tập hiếu kỳ. Thế mà vẻn vẹn chỉ 10 ngày sau, một lần nữa, kiếp nạn lại ập đến với họ, tăng đoàn sư Thích Minh Tuệ khi chưa bị giải tán. Tác giả cho rằng, dù chính quyền không thèm có bất kỳ lời lý giải nào cho hành động Kon Tum đêm 13 tháng 6 hay Huế đêm 3 tháng 6, nhưng thế lực nào có thể làm điều đó mà không gặp phản kháng từ phía người dân hay những vị tu sĩ mới xuất gia? Chẳng cần hỏi cũng đã có câu trả lời sáng trưng rồi. Tác giả nêu thắc mắc, tại sao công an không đường đường chính chính công khai làm việc với sư Minh Tuệ và yêu cầu ông giải tán đoàn người muốn tu học? Tại sao không đưa các thầy về quê lúc ban ngày ban mặt mà phải chờ đêm khuya thanh vắng mới ra tay? Tại sao không lên báo chí truyền thông giải thích việc làm đó mà cứ ngậm tâm để cho dân tình đồn đoán đủ kiểu? Tại sao cứ cả đội quân công an lẫn tự vệ chăm chập rình các tu sĩ trẻ ở mọi ngã đường mà họ đi qua để bắt lại? Hay là công an sợ điều gì đó ở những tu sĩ này? Tác giả kết luận, đã bất minh lại còn vô tuệ đến thế. Chả trách, lòng người ngày càng nghiêng về phía những người tu sĩ đang sống một cuộc sống ẩn nhẫn và trong suốt ngay trước mặt mọi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Sự bất minh và vô tuệ của nhà cầm quyền khiến lòng dân hướng về các tu sĩ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d